Hà Nội chuẩn bị triển khai dự án khủng 387 ha ở Đông Anh. Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 702 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tại khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh, tại quyết định này, Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia với tổng diện tích là 387,21 ha, trong đó điều chỉnh giảm đất dân dụng tại dự án nói trên từ 327,9 ha xuống còn 289,7 ha. Đất đường đô thị từ 73,7 ha giảm xuống còn 72,16 ha. Điều chỉnh tăng đất công cộng đô thị tăng lên 35 ha. Đất cây xanh công viên vui chơi giải trí được điều chỉnh tăng từ 78,81 ha lên 79,6 ha. Riêng diện tích đất của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được điều chỉnh tăng từ 50 ha lên 90 ha. Vinhome Cổ Loa nằm trong top 3 dự án của tập đoàn Vingroup triển khai tại thị trường bất động sản phía Bắc trong năm 2021. Vị trí khu đô thị sinh thái Vinhome Cổ Loa nằm sát trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Được biết, với quy mô 387 ha, dự án được khởi công xây dựng vào quý 1 năm 2021. Đây là sự kết hợp hoàn chỉnh giữa bất động sản nhà ở và hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn cao mang đẳng cấp quốc tế. Nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội chưa đầy 7 km, dự án Vinhome Cổ Loa được chủ đầu tư Vingroup định hướng trở thành một khu đô thị sinh thái kiểu mới, với sự kết hợp giữa một bên là không gian sống trong lành, tiện nghi, với thân thiện sống nước hữu tình, một bên là khu hội chợ triển lãm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một khu đô thị nhỏ giữa lòng thủ đô, với những tiềm năng phát triển về kinh tế và giá trị sống rất đáng được chờ đón. Vị trí Vinhome Cổ Loa nằm ở địa phận ba xã Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm, thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi đây thuộc chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng, trong địa giới hành chính của huyện Đông Anh, là một phần thuộc khu vực nêm xanh Bắc sông Hồng. Các nêm xanh là vùng đệm xanh phân cách các khu đô thị mới dọc phía đông tuyến vành đai 4 và phía Bắc sông Hồng. Dự án Vinhome Cổ Loa, Vinhome Đông Anh còn được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đuống, ngay gần sông Đào Ngũ, huyện Khê, tạo nên vượng khí và không gian sinh thái với chất lượng cuộc sống trong lành. Liên kết vùng của khu đô thị, cách trung tâm thành phố 7 km, phía đông nam giáp tuyến đường nối từ cầu Tứ Liên đi vành đai 3, phía tây bắc giáp tuyến đường quy hoạch dọc theo trục không gian Hồ Tây, Cổ Loa và khu đô thị Đông Anh, phía đông bắc giáp tuyến đường quốc lộ 5 kéo dài, khu dân cư và khu di tích Cổ Loa, phía tây nam giáp đê sông Hồng và khu dân cư hiện hữu của xã Xuân Canh. Theo thông tin quy hoạch dự kiến, dự án có tổng diện tích 387,21 ha, được chia làm hai khu chính, khu triển lãm, diện tích 90 ha sẽ sử dụng làm trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, khu phụ trợ phục vụ cho hội chợ triển lãm. Khu đô thị sinh thái, diện tích 297,21 ha được sử dụng làm khu đô thị với các loại hình bất động sản gồm biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề, shop house, khu chung cư cao tầng, trường học, trung tâm thương mại, trung tâm y tế chất lượng cao, quảng trường, cảnh quan, cây xanh, tiện ích. Dự án được thiết kế dựa theo ý tưởng về đóa sen mãn khai rực rỡ, mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam do công ty GMP của Đức thiết kế và đã đoạt giải nhất tại cuộc thi phương án quy hoạch kiến trúc trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do tập đoàn Vingroup tổ chức tháng 7 năm 2015. Hà Nội chuẩn bị triển khai dự án khủng 387 ha ở Đông Anh. Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 702 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tại khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh, tại quyết định này, Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia với tổng diện tích là 387,21 ha, trong đó điều chỉnh giảm đất dân dụng tại dự án nói trên từ 327,9 ha xuống còn 289,7 ha. Đất đường đô thị từ 73,7 ha giảm xuống còn 72,16 ha. Điều chỉnh tăng đất công cộng đô thị tăng lên 35 ha. Đất cây xanh công viên vui chơi giải trí được điều chỉnh tăng từ 78,81 ha lên 79,6 ha. Riêng diện tích đất của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được điều chỉnh tăng từ 50 ha lên 90 ha.